trưa nay thì đánh bắt nó thất thường thôi, nó đặc biệt là khi mà có gió mùa đông bắc về á thì nó lúa mới nhiều, hoặc là mưa nặng như mà gió tây nó cũng vô, nó ạt vô tận bờ cũng nhiều. Nhưng mà đặc biệt là cái trưa nay thì hầu như họ mà đánh vào thăng tần là phải có lưỡi vây vây, có lưỡi vây lưỡi 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 thở thở vơi đấy. Mua khoảng chừng trên 1 tấn sữa mà làm xong rồi làm sạch sẽ rồi chỉ còn khoảng chừng 6-7 tạ nữa thôi. Coi như là cái sữa này khi mua cả con á, một nụ con nghiến thế này á là 20.000, sữa mà kém qua biển nó vào á là cũng đã mệt rồi. Thì giờ bắt đầu mình lên làm ở đấy á thì người ta về cả rồi thì mình đang còn phơi ở ngoài biển, nó làm sạch nồi trang xong là có khi là 3-4 giờ chiều bắt đầu mình về nhà xong bắt đầu là rửa sạch sẽ, rồi là cắt nhỏ, rồi bắt đầu là mình làm hết sạch sẽ hoàn thiện rồi á thì bắt đầu là mình ngâm được lạnh.